Thưa quý vị và các bạn, chị Minh Trang, chỉ còn ít ngày nữa thôi thì sẽ diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Và vào thời gian này, nếu như quý vị và các bạn đặt chân đến Buôn Ma Thuột, đến với mảnh đất Đắk Lắk này rất là mến khách cũng như là rất là dễ thương, hiền hòa, thì sẽ có cơ hội được trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị trên mảnh đất này, đúng không ạ? Vâng, và như Thanh Nhàn và như Minh Trang đúng không ạ? Những người rất là dễ mến, mến khách đúng không ạ? Vâng, Đắk Lắk còn có gắn bó với nhiều cái phong cảnh đẹp, những địa danh lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và lên với Đắk Lắk vào mùa lễ hội này thì bạn nên sắp xếp cho mình một khoảng thời gian để có thể đi thăm, trải nghiệm những cái cảnh đẹp, những cái địa danh này. Và một nét đẹp cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa danh như thế. Chẳng biết từ bao giờ, trên cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn này đã xuất hiện những thân kè cao phút giữa thảm lúa mướt xanh đang thì con gái, được bao bọc bởi dãy chư giang xin kỳ vĩ và thơ mộng. Những thân kè kiêu hãnh vươn mình trên nền trời xanh thẳm của mảnh đất hòa lễ anh hùng. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, bức tranh phong cảnh hữu tình nên thơ của quần thể hố kè đã đi vào ký ức của một thời chiến đấu oanh liệt, một thời tuổi thơ chăn trâu, bắt bướm và đi vào những vần thơ của những người con hòa lễ. Hòa lễ anh hùng mãi vang xa, hố kè tươi thắm, đẹp nở hoa, gắn liền tuổi thơ bao thế hệ, bảo tồn kè thắm, đẹp quê hương. Cái lịch sử của cái hố kè này á, là nó gắn liền với lại cái cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam kháng chiến từ thời chống Mỹ đến giờ. Đấy là chúng tôi được biết, mà đến bây giờ là rừng kè tự nhiên bây giờ là được vinh danh, nên là nhờ có cái đường lối của Đảng của Bác là dân chúng tôi bây giờ rất tự hào. Đặt chân đến hòa lễ, bạn sẽ bị hút mắt với một màu xanh thẳm cứ trải dài. Và những cây kè vẫn đứng đó, chứng kiến những buồn vui của cuộc sống, chứng kiến khoảng khắc rộn ràng của ngày mùa, để rồi khi đi ngang qua đây, bạn cứ muốn ngoái đầu nhìn lại để níu giữ cái xanh mát của bức tranh phong cảnh hữu tình. Trong câu chuyện của những bậc cao niên đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, các cụ vẫn rành mạch kể câu chuyện về quần thể rừng kè vươn mình trên bãi lau sậy, đã từng chở che cho bộ đội ta, từng ôm trọn bãi đầm nước với vẻ đẹp hoang sơ cùng đàn cò trắng muốt. Mà về đây nhìn thấy mấy cái cây kè này là cũng đây là hoa lễ, chứ không lạc đường được. Đây đúng là hoa lễ rồi. Đấy, cho nên nó cũng vào thơ, vào ca, rồi vào cái lịch sử của quê hương hòa lễ này. Hòa lễ hôm nay đang từng ngày chuyển mình với những nét văn minh hiện đại. Con đường đến với hòa lễ cũng đang từng ngày thay da, đổi thịt. Nông thôn mới hòa lễ hôm nay là những con đường bê tông thẳng tắp và những công trình thắp sáng đường quê. Vùng đầm hoang năm xưa này đã phủ một dải lụa mướt xanh của cánh đồng lúa bạt ngàn trong gió. Nhưng vẫn còn đó, quần thể kè đang vươn mình, trỗi dậy cùng cuộc sống thanh bình, yên ả của miền quê cách mạng.